Quý vị và các bạn đang theo dõi điểm tin của truyền hình Đời Sống Pháp Luật. Ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước đây cả nước vì Bắc Ninh, Bắc Giang, bây giờ cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Kiểm soát được tình hình dịch bệnh ở miền Nam thì chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy về công tác phòng chống dịch khi mở đầu hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch diễn ra sáng nay ngày 19 tháng 8. Người đứng đầu chính phủ cho biết, việc giãn cách xã hội còn kéo dài trong khi nguồn lực con người, vật chất đều có hạn. Thủ tướng kêu gọi các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh ở địa phương mình tiếp tục chi viện, ủng hộ, giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trước đây, cả nước đã vì Bắc Ninh, Bắc Giang để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Bây giờ cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tôi đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khi nào cần là có thể điều ngay, nhất là về lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng viên. Cần nâng cao trình độ tay nghề hồi sức cấp cứu mà các tỉnh, thành phố phía Nam đang có nhu cầu rất lớn. Kiểm soát được tình hình dịch bệnh ở miền Nam thì chúng ta mới có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh. Hà Nội có lên kéo dài giãn cách nữa hay không, cần theo dõi 2-3 ngày nữa. Một tuần trở lại đây, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận mỗi ngày tại Hà Nội có xu hướng đi ngang ở mức trung bình từ 50 đến 60 ca. Đáng chú ý, số ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm trước đó. Trao đổi với phóng viên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội, chủ tịch hội đồng cố vấn bệnh viện Melatic nhận định tình hình dịch ở Hà Nội đã có chiều hướng giảm. Theo chuyên gia này, có thể nhận thấy rằng những ngày vừa qua, số F0 ghi nhận được thấp hơn so với giai đoạn trước đây một tuần. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là số F0 giảm trong một tuần trở lại đây, Hà Nội đã mở chiến dịch xét nghiệm diện rộng với số lượng mẫu được xét nghiệm lớn hơn trước. Chúng ta xét nghiệm nhiều hơn nhưng số lượng F0 phát hiện mới lại giảm xuống, như vậy chứng tỏ rằng dịch ở Hà Nội có xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, chưa thực sự bền vững. Vì vậy, Hà Nội vẫn cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, giáo sư Trí cho biết. Nội dung trong công điện số 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cái giãn cách xã hội lần này có thể kéo dài đến 6 giờ ngày 23 tháng 8. Theo quan điểm của giáo sư Trí, việc nhận định Hà Nội có nên kéo dài thời gian giãn cách nữa hay không cần phải theo dõi diễn biến dịch thêm 2-3 ngày nữa. Liên Hợp Quốc xác nhận đã bắt đầu đưa khoảng 100 nhân viên quốc tế ra khỏi Afghanistan. Đây là biện pháp tạm thời nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bị gián đoạn cũng như các nguy cơ đe dọa đội ngũ nhân viên của cơ quan này. Liên Hợp Quốc hiện có khoảng 300 nhân viên quốc tế và 3.000 nhân viên địa phương tại Afghanistan. Tổ chức này cam kết tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân nơi đây. Trước một diễn biến liên quan, Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ khẳng định các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu phải tiếp nhận các công dân Afghanistan theo diện bị đe dọa trực tiếp, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.